Đây giới thiệu với anh em nha. Đây là cái tay lắc của máy gặt nha, DC 70. Nó bị hư ổ bi. Ổ bi đây. Khách mang lại nha. Đây có khách nam, khách trong nam chứ không phải khách bắc. Anh em nào ở gần thì mang tới em, anh em ở xa cứ chuyển qua điện giúp em nha. Em nhận phục hồi riêng nha, có nhiều anh em chế cháo cho nó lên bị bộ bự không nên nha anh em, để mình tiện cho vấn đề phục hồi và mua. Ở đây em không có làm ổ bi lớn, em chỉ phận phục hồi cho anh em thôi. Em không có cần phải chế, em chỉ là nhận phục hồi cho anh em thôi nha. Em chỉ nhận, em chuyên phục hồi cho anh em nha, em không nhận chế. Em không nhận lặn, không nhận làm ổ bi lớn nha. Có nhiều anh em làm nhưng mà em ở đây em không có làm, em chỉ nhận phục hồi thôi. Không chế biến gì cả, chỉ nhận phục hồi riêng cho anh em thôi. Ở đây em đắp, em phục hồi chích luôn cho anh em nha. Nếu như anh em nào có cái bị hư cái phe thì em nhận, ở đây em làm, nhận làm sẵn làm luôn cho anh em luôn. Chích phe sâu cho, gánh sâu cho anh em luôn. Mà cái này còn im thì khỏi chích. Ai ở gần thì mang tới em, ai ở xa thì chuyển qua đường bưu điện giúp em nha anh em. Cứ mang tất cả ra bưu điện hết, từ bắc vô nam. Anh em nào có nhu cầu phục hồi chi tiết máy hàng ngành được phục vụ nha. Hoàng Mai 0907 790079. Bóng dưa 10. Lấy dao kia chích phe mấy cái đây lại là gì? Chích phe gì ơi, lấy phe, lấy cái dao chích phe đi. Cực đáy không? Sẵn biểu diễn cho anh em xem luôn. Trời, ngồi đây lắc độ tí máy nó chụp một cái. Cha ông bị cướp tính vút cái không còn gì của ổng luôn. Xài đâu rồi. Ông nội đó ông làm giống làm gì trời. Dây vô lấy con dao chích phe coi dây. Đang quay phim nữa là mất gián đoạn. Biểu diễn anh em xem chơi. Anh em nào ở gần thì có thể mang tới em, anh em ở xa mới có điều kiện thì mang chuyển vô đèn bưu điện, còn không anh em cứ xem cái chương trình của em rồi anh em có thể nhờ những anh em thợ ở gần địa phương của mình, nhất là những anh em ngoài Bắc tham khảo rồi nhờ những anh em ngoài làm giúp cái cách làm. Tại vì cái vấn đề mình chuyển cái cây này từ ngoài Bắc vô trong em nó cũng hơi xa xôi, không cần thiết. Những cái đơn giản anh em có thể xem của em. Ở đây mục đích của em là học hỏi, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nha anh em. Không thách thức, không gì hết nha. Chủ yếu là học hỏi và giao lưu kinh, trao đổi kinh nghiệm thôi nha anh em. Mình lon xong rồi tới ngày là chỉ người ta mà. Nói cái cần không chịu coi. Đây em đang thực hiện việc chích cái phe, gảnh phe cho anh em xem nha. Đó,
Rồi, cảm ơn em gần xa ủng hộ.